shopacjun.com, shop bá ạc liên quân, BUBG Mobile uy tín, giá rẻ. We dropping bass like a motherfucking atom bomb. Hello và hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình. Mình là Khôi Michael và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái series thử thách trong gì tiền nằm nhà. Ok, thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái thử thách vô cùng bá đạo và dị của một bạn fan có yêu cầu mình, chính xác là sử dụng tất cả các loại máy bay bay lên trời cộng với lại hiệu ứng ảo ảnh. Thì ok, ngày hôm nay mình đã tạo ra một cái hiệu ứng ảo ảnh làm bởi rất là nhiều hình tròn nha các bạn. Đây, cho mọi người xem. Chỗ này gồm hơn 200 cái hình tròn. Và mỗi cái hình tròn này thì cao và to 100m, rộng là 400m nha các bạn. Xếp chồng lên nhau chúng ta có một siêu dốc ảo ảnh. À, không phải siêu dốc, mà là một cái đường ống ảo ảnh như thế này ha. Và đường ống này thì nó có xoay nha các bạn, hay nói cách khác là nó có chuyển động theo trục xoay tròn. Và khi mà chúng ta bay lên thì nó sẽ có hiệu ứng như thế này đây này các bạn này. Đó, thì hôm nay chúng ta sẽ mốt Sonic Bomb cộng với lại mốt 1 tỷ mã lực luôn. Và cho tất cả các loại siêu máy bay của chúng ta lên cái đường ống này nha mọi người. Ok chưa? Và ở trên cái đường ống đấy thì sẽ có một cái điều bất ngờ và đặc biệt thì tí nữa lên rồi chúng ta tính sau nha mọi người. Đó, bây giờ chưa lên thì chúng ta không xem. Khi nào bắt đầu thử thách thì chúng ta sẽ xem cái đấy là cái điều bất ngờ gì nha. Trước khi vô cái thử thách này thì mình cũng có một thỉnh cầu với các bạn. Đó là bạn nào chưa like, chia sẻ hay đăng ký channel của mình thì hãy cố gắng like, chia sẻ, đăng ký channel của mình nha. Như cậu bạn Huấn Rêu có nói là xem mà không like thì ăn đầu và dislike ăn cất. Đó, lên đâu ra là các bạn hãy cố gắng like và share và đăng ký channel của mình nha. Thực chất là cái câu này mình cố gắng câu thời gian thêm chút nữa để đặt mấy cái quảng cáo nữa. Rồi, ok, và không nói nhiều linh tinh luyên thuyên nữa thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái thử thách này nha mọi người. Ok chưa? Và vâng, 3, 2, 1, Vesta, chính xác là chiếc máy bay đầu tiên của chúng ta nha các bạn ơi. Và ok, mình cũng đi đây. Xem coi nó lên trên cái đường ống ảo ảnh này thì nó cũng như thế nào nha mọi người. Đó, hôm bữa thì làm về cái tập mà mô tô ảo ảnh ấy được các bạn ủng hộ rất là nhiều. Hôm nay thấy ý tưởng của bạn kia làm luôn cho nó máu. Úi giời ơi. Rồi vâng, và Nitro đã bắt đầu là búp lên. À chưa búp các bạn ạ, nhưng mà hiệu ứng Sonic Bomb đã có. Thôi mình Nitro luôn này. Úi giời, máy bay rất là lạng các bạn ạ. Rồi, vừa có Sonic Bomb xong thì máy bay nó đỡ lạng hơn một chút. Nhưng mà có vẻ nó vẫn rất là lạng. À đúng rồi các bạn ạ, thì hôm nay chúng ta sẽ sâu cả cái tay cầm lên luôn nha. Đó, để đảm bảo rằng là mình có giữ full cây ga nha mọi người. Nhiều bạn cứ bảo là cái tốc độ 1463 này là tốc độ vẫn chưa phải là max. Đó, nhưng mà thực chất là nó max rồi các bạn ạ. Mình không hiểu tại sao nữa. Đó, chắc máy bay nó chỉ được bằng đấy thôi. Và các bạn có thể thấy là mình vẫn đang giữ cây ga. Cây ga là thanh R2 đấy ha. Ok chưa? Rồi, và nói chung là cái hiệu ứng ảo ảnh thì cũng khá là tốt đấy. Sao chậm rồi? Nitro thêm phát nữa này. Rồi, mỗi lần Nitro là nó lạng kinh thật. Ồ, có vẻ như là nó tới cái tầng đối lưu, tầng gọi là cái tầng mà vượt qua cái trái đất đấy. Đâm ra nó không bay được nha, mình phải Nitro liên tục. Ui, nó tự tắt máy rồi các bạn ạ. Tới đây đây nha mọi người, ok chưa? Rồi để mình ra ngoài xem coi. À, mình quên nữa là hôm nay siêu dốc của chúng ta sẽ làm và cao tới tận là 20.000m nha các bạn ơi. Đó, hôm nay cố tình làm giới thiệu ngắn nhưng mà có vẻ không được, phải nói rõ như vậy chứ mất công lại bảo mình lung tung linh thuyên nha. Ok chưa? Siêu dốc là cao 20.000m và bây giờ show cho các bạn xem cái điều đặc biệt ở trên trời này. Đó, các bạn thấy chưa? Hôm nay mình mốt mẹ nguyên quả Demon. Demon có nghĩa là mặt trăng siêu to khổng lồ ở trên đỉnh của cái đường ống này ha. Đó. Và hiện tại thì con Vesta này, đây Vesta các bạn ạ, không thể nào lên trên đỉnh của cái đường ống này nha các bạn ơi. Tiếp theo thì là máy bay diều nha các bạn ơi. Sorry tất cả các bạn là vừa nãy nói hơi nhiều, bây giờ nói ít thôi, mất công các bạn lại kêu ha. Rồi ok, bây giờ mình đi này.
Máy bay diều thì nó có một cái động cơ cánh quạt ở đằng sau nha mọi người. Ui giời, bay luôn rồi. Thôi kệ, đi trô luôn nha mọi người. Nói chung máy bay diều mà, đi tí nó bay à. Ô, nhưng mà có vẻ như là nó không có hiệu ứng 1 tỷ mã lực nha mọi người. Như mọi người có thể thấy, không hề có luôn. À rồi rồi rồi, có rồi có rồi. Đầu lượn lên nào, lượn lên. Ui giời. Wow, vẫn có thể đi được nha mọi người. Wow, wow, wow. Cái này là đi chứ không phải là... Ui, ui giời, ghê thế. Ui giời, bay xuống rồi. Từ từ từ, để mình căng lại. Con máy bay diều này nó rất là khó điều khiển, các bạn phải căn liên tục. Như mọi người có thể thấy mình điều khiển rất là khó. Cứ tí là bục vô trên cái gọi là đường ống của chúng ta. Lại bay xuống đây này. Quý ơi, có ai đăng ký channel của mình thế? Cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Đang quay video, một bạn đăng ký quá ạ. Cảm ơn bạn gì gì đấy rất là nhiều nha. Rồi, lên nào. Vâng, thôi kết luận luôn con ạ. Máy bay diều không thể nào mà bay cao hơn được nữa nha mọi người. Tại vì mình cũng bẻ được này. Rồi 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 rồi, cố gắng cố gắng. Oh my god. Rồi, kết luận luôn nha các bạn ơi. Máy bay diều không thể nào mà lên được cái đường ống ảo ảnh này nha các bạn. Tại vì cứ tới đây là nó cứ bục vào bức tường mà nó không đi được các bạn ạ, không bay được nha. Tiếp theo là Venom nha các bạn ơi. Một trong những loại máy bay có một cánh quạt nha. Rồi, ok đi này các bạn này. Thì cái đồng hồ đó tốc độ của chúng ta là km trên giờ nha các bạn. Hôm nay mới để ý cái km trên giờ nó ở trên đỉnh của cái đồng hồ đo ấy. Hôm bữa cứ tưởng là hải lý hay dặm hay là cái gì gì đấy. Không biết nữa, nói chung là không biết đơn vị đo của máy bay các bạn ạ. Mình không biết. Rồi ok, đi trô nha, thấy máy bay chậm quá. Đi trô cho nó nhanh này. Rồi tốc độ lên 300 luôn, khi mà bút đi trô. Có hiệu ứng sonic bomb luôn nha. Thì tại sao mình lại nói là có hiệu ứng sonic bomb mặc dù nó chưa lên tới tốc độ là đấy, tốc độ là 1-2 bao nhiêu đấy, thì mình nói luôn là cứ mỗi lần các bạn nghe tiếng động cơ nó kêu ấy là nó có hiệu ứng sonic bomb nha. Ok chưa? Rồi, và hiện tại là cái hiệu ứng ảo giác nó rất chi là đẽ luôn mọi người ạ. Hòa hết cả hai con mắt trời. Wow, 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 wow. Để ý ấy là cái ở xa xa thì nó có hiệu ứng giống như kiểu là nó xoay hình tròn á. Còn cái mà ở mép mép hai đầu cánh máy bay ấy, thì nó chỉ giống như kiểu là chúng ta có hiệu ứng là đi lùi thôi. Và tới đây rồi thì máy bay lại giảm tốc độ rồi. Đi trôn ạ. Ôi không được rồi mọi người ạ. Mình để ý từ nãy giờ nha. Cứ tới cái tầm tầm này này, tầng đối lưu, tầng bầu khí quyển của nó ấy. Đấy là nó tự nhiên tắt động cơ nha mọi người. Rất là chân thực luôn. Công nhận là cái bản mốt Sonic Bomb này chân thực vãi. Cứ tới tầm bầu khí quyển là tắt động cơ. Giống như kiểu các bạn sắp sửa ra ngoài vũ trụ ấy. Đấy là tự động nó tắt động cơ và sau đó là Đài Piro là chiếc máy bay tiếp theo của chúng ta nha các bạn ơi. Và con máy bay này thì có động cơ tên lửa đẩy nha. Rồi ok đi này các bạn này. Đây là con máy bay mà phải nói là bay rất chi là nhanh các bạn ạ. Không biết là nó có thể lên nổi cái đường ống cao tận 20.000 mét của chúng ta hay không nha. Ở đi đây. Nói lại lần cuối là đây là game nha mọi người. Nhiều bạn cứ bảo ủa sao mình đọc tên máy bay hoặc là tên bất kỳ cái loại xe gì nó hơi sai sai. Thì mình cũng nói luôn là tên nó là tên trong game. À, mình đang nói là tên trong game chứ không phải là tên ở ngoài đời thật của nó. À, đó nên đâm ra là các bạn hiểu cho mình và thông cảm cho mình nha. Bây giờ mà mò mấy cái tên ở trong thật ở ngoài đời thật chứ không phải ở trong thật thì chắc cũng hơi lâu. Đó nên thôi hiểu cho mình. Và hiện tại là Piro thì bay cũng rất là nhanh này, tốc độ đang là max luôn và có hiệu ứng hơi lẹ, đó rất là lẹ luôn các bạn ạ. Mình phải điều khiển tay cầm liên tục để cho nó không va một hình tròn. Và tốc độ là 1469 nha. Bắt đầu thấy cuối đường ống có cái đen đen rồi. Và cái đen đen đó chính xác là mặt trăng nha. Đi trô từng khác nữa này. Ui ôi. Ui ôi, ui ôi, ui ôi. Rồi lại bị va vào cái gì rồi, đi trô từng khác nữa. Nó bị tắt máy đấy mọi người ạ. Đấy mặc dù mình vẫn giữ cây ga nha. Đang cố gắng đi trô để bay tới mặt trăng đây này. Ui đừng có va ạ.
trời rồi xong luôn. Cứ mỗi lần va vô cái đường ống là có như máy bay nó sẽ tèo. Tiếp theo là một con máy bay có ở trong facility nha các bạn ơi. Chính xác là Avenger Infinity War. À không, Avenger thôi các bạn ạ. Thì cái con Avenger này ấy, là một cái con Avenger được thiết kế cho con Avenger nha các bạn. Tại sao mình nói như vậy? Tại vì các bạn nhìn cái cánh quạt của nó này. Đó, tí nữa mình sẽ chơi cái con Avenger ở trong facility cho các bạn xem nha. Còn con Avenger này là cái con Avenger được thiết kế cho con Avenger nha. Nó hơi khó hiểu, mong mọi người thông cảm tại vì thuyết trình nó hơi ngu. Rồi, thôi bây giờ mình đi nha các bạn. Đó, vẫn đi được mặc dù cánh quạt nó không quay nha. Đó, thấy chưa? Đã bảo con này là con Avenger được thiết kế cho con Avenger mà. Nên nó bị như vậy đấy à. Tí mình sẽ chơi cái loại Avenger kia cho mọi người thấy. Hai loại nha, không phải loại này là loại kia đâu nha. Rồi, Nitro này. Vâng, và tốc độ cũng đang lên rồi. 500. Ok. Ôi, mình cứ để ý là vô cái siêu sốc ảo ảnh này thì hình như là lúc nào nó cũng giống nhau thì phải các bạn ạ. Tại các bạn biết sao? Tốc độ lúc nào nó ngang nhau mà. Max speed lúc nào cũng 14669 đấy. Ui ơi. Ui ơi, ui ơi. Cố gắng lạng nào, cố gắng lạng. Rồi đi tiếp này. Thì nếu mà các bạn thích cái video này mình nhớ like, chia sẻ và đăng ký nha. Giống như hồi đầu mình có nói đấy. Ai mà không like cho tôi, không đăng ký cho tôi hoặc là chia sẻ cho tôi thì ăn cơm. Đó, đây các bạn nhớ like và chia sẻ đăng ký cho mình nha. Động lực của mình chính xác là những cái like của các bạn và chia sẻ của các bạn và đăng ký của các bạn. Không có like, chia sẻ và đăng ký thì Khôi không còn động lực để tạo những cái map bá con mẹ nó đạo như vậy đâu nha. Nhớ like cho Khôi nhá. Ui ơi. Cố gắng lên nào. Rồi rồi, bắt đầu số đích bom lần 2 rồi các bạn ạ. Không lên được mọi người ơi. Tốc độ Sonic Bomb là 400 mấy. Không lên được nữa nha. Này này, tí. Đó thấy không? 483. Không sao, Khôi sẽ cố gắng Khôi lên tới mặt trăng luôn các bạn ạ. Ui, rồi, sắp qua được cái đường ống rồi các bạn ơi. Ui, bẻ cái đầu lên. Wow. Tới vũ trụ luôn rồi nha các bạn. Wow. Rồi, vậy là chúng ta đã qua được cái đường ống này. Chính xác là con Avenger này có thể qua được cái đường ống này nha. Wow, 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 wow. Vãi con mẹ nó đạo luôn này, tới mắt trăng luôn này. Vãi. Đó, thoát khỏi trái đất rồi nha mọi người. Rất tuyệt vời. Ui, ui, tới đây không nitro được nữa luôn các bạn ạ. À, được, được, vẫn được, vẫn được. Cố gắng đáp lên mặt trăng luôn này. Đó các bạn thấy không, mặt trăng nó có quay luôn nha. Y chang như thật luôn các bạn ạ. Đáp mặt trăng nào. Ui, to vãi các bạn ạ. Oh my god. Trời. Vãi cả trưởng mặt trăng luôn, rất là to nha. Đây đây, để mình đáp đây này. Rồi, ok. Không thể vô được các bạn ạ. Không thể vô được. Không thể đáp được nha các bạn. Rõ ràng là mình đã bị dính vào mặt trăng rồi. Nhưng mà mình không thể nào bạn đáp vô được cái mặt trăng này nha. Rồi, thôi nói chung là con Avenger, được thiết kế của con Avenger này, có thể qua được cái thử thách này nha. Tiếp theo là Avenger. Đây, đây mới chính xác là con Avenger, được thiết kế bởi Avenger và Avenger nha các bạn. Cái game này nó làm Avenger quá. À, thì con này thì nó có thể xoay được cả cánh quạt này ha. Thấy chưa? Rồi bây giờ mình đi này các bạn này. Bạn nào chơi GTA 5 mà mod Menzo các bạn sẽ biết là có hai loại Avenger. Chứ nếu bạn nào mà không chơi thì chắc không biết đâu. Cứ bảo mình là mod lung tung vô một con gọi là mất cánh, một con là có cánh nhưng không phải nha. Đó, hai thể loại các bạn ạ. Và con Avenger này không đi được nha. Đấy, bây giờ mình phải cho nó bay lên bầy và mình phóng nitro thôi các bạn ạ. Tại vì nó không đi được. Tiếc lắm các bạn ạ. Rồi, 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 rồi. Chúi thẳng cái đầu lên nào. Ok. Nitro này. Rồi, và Avenger đã có hiệu ứng của Sonic Bomb. Tốc độ đang là 600 mấy luôn rồi đây này. Khá nhanh à. Rồi. Rồi, Sonic Bomb luôn nha.
cái show Big Bomb làm tôi chả thấy cái gọi là đứng ống ảo ảnh đâu các bạn ạ. Ok rồi, thấy rồi đấy, bây giờ thì cứ đi thôi, xem coi là con Avenger này có giống con Avenger được thiết kế bởi Avenger kia hay không nha. Đi trôi cho khác nữa để cho nó mạnh này. Rồi, đã thấy một chút chút xương xương cái gì đó là đen đen ở cuối đường ống rồi. Nói lại lần nữa là chính xác là mặt trăng của chúng ta. Nói vậy cho chắc. Nhiều ông cứ bảo không phải mặt trăng, chết tôi. Ui, đi trô con này có vẻ yếu hơn con Avenger được thiết kế bởi Avenger kia các bạn ạ. Ui, cánh quạt bắt đầu là không di chuyển nữa rồi. Mặc dù mình vẫn đang giữ cây ga nha các bạn. Ui, vẫn bay được các bạn ạ, vẫn có hiệu ứng số đứt bom. Lại giảm rồi. Ý, tính ra là con Avenger này giống con Avenger được thiết kế bởi Avenger kia nhỉ. Đúng không? Các bạn thấy giống không? Lên nào. Đấy, tốc độ cây chuối vẫn là chỉ 480 là hết đét. Mặc dù đã bút nitro. Rồi, ra đường ống luôn các bạn ạ. Lên pass 2 nha các bạn. Ok, giờ tiếp tục lên mặt trăng này. Uầy. Bé nào. Mẹ bé bay Avenger bay ra ngoài vũ trụ luôn. Đâm ra cánh quạt nó không quay cũng đúng. Bắt buộc phải chơi cái gọi là chế độ đi trô phản lực các kiểu mới đi được trên đây. Nếu mà giữ ga không là không thể nào đi được các bạn ạ. Chỉ có nitro với chị được thôi. Rồi, đáp lên mặt trăng thôi các bạn ơi. Đáp nào, đáp nào, đáp nào, đáp nào. Đáp vô, đáp vô. Ui, vô đi mà. Ủa sao nó không vô bay. Từ 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 từ. Nó bị lạng con ạ, à? Không vô được. Đáp lên. Ui, đáp được này các bạn ơi, đáp được. Ui, 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 ui. Từ 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 từ, ra coi, ra coi. Ui, tôi đang ở trên mặt trăng này các bạn ơi. Ơi. Bay ra ngoài được các bạn ơi. B-11 Strycon 4 là chiếc máy bay tiếp theo của chúng ta nha các bạn ơi. Một trong những cái loại máy bay có hai động cơ phản lực nha. Rồi, ok, quất luôn này. Rồi, lần này thì mình sẽ cho con máy bay này lên tới cái gọi là đường ống thôi nha. Đỉnh của đường ống thôi, không lên mặt trăng nữa các bạn ạ. Tại vì chúng ta không thể nào mà đáp lên mặt trăng được nha. Đó, nó toàn bị bay ra ngoài à. Với cái gọi là môi trường không trọng lực thì cái dụ mà đáp lên mặt trăng là never and never die luôn à. Rồi, bây giờ boost nitro này. Rồi, ok, tốc độ đang gia tăng nha. Wow, 800 luôn rồi. Đang tính nói là tốc độ 600 cây chuối trên giờ mà khác một lên 800 luôn. Quá nhanh. Rồi, 469 tiếp rồi nha các bạn. Tốc độ max rồi. Ui giời. Ui giời, đứng, 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 đứng. Mỗi lần mà va vào cái đường ống là coi như khó lái vãi chưởng. Vãi chưởng ạ. Nhanh quá. Rồi, ok. Bắt đầu là đâm máy bay lại rồi. Ui giời. Không biết là con máy bay này có thể nào một phát một qua đường ống hay không, hay là bắt buộc phải nitro hả? Ui, rồi nó lại phải nitro rồi. Tốc độ giảm rồi nha các bạn. Bắt buộc phải nitro rồi. Với môi trường gọi là ngoài vũ trụ ấy, ngoài trái đất ấy, bắt buộc. Và con này đi nhanh hơn này. Bay với tận là tốc độ 18 bao nhiêu luôn. Nitro lên. Rồi, ra ngoài đường ống luôn nha các bạn ơi. Quá tuyệt vời. Đường ống tôi làm chuẩn lắm các bạn ạ. Đúng 20.000 cây chuối, 20.000 km ấy, thì chuẩn xác là nó ra khỏi trái đất luôn. Đây gọi là trong game nha. Mấy ông cứ bảo ngoài đời, thực chất là game nó như vậy. Tôi nói trong game chứ tôi đang đâu có nói ngoài đời. Ok chưa? Sẽ là một con máy bay siêu to khổng lồ có tên là Volontos nha các bạn ơi. Volontos phải Volon nói lộn à. Rồi, ok, quất này. Con này thì có 4 động cơ phản lực luôn nha. 4 động cơ mắc to luôn.
Ui con này ở dưới đất đã bẻ lái khó khó rồi, chắc lên không lái nổi quá các bạn ạ. Lại to nữa ấy, chắc không nổi quá. Đây đây không này, vừa bẻ qua một bên rồi đấy không. Làng vãi chưởng luôn. Rồi bút nitro này. Ui giời nitro không được luôn các bạn ạ. Bút lại coi. Ok ok ok. Ui bút 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 bút. Lên nào, lên nào. Rồi lên được rồi. Máy bay nặng quá các bạn. Xem chết phải đấy. Ui giời. Rồi số định bom luôn rồi. Lạc lắm, lạc lắm. Tập trung lái nhá. Tiếp tục nitro này cho nó mạnh này. Ui, nhìn con máy bay này nitro vô nhìn đã thật đấy. Kiểu mấy cái động cơ của nó phát ra cái phọt lửa giống như kiểu tên lửa đẩy ấy. Nhìn đúng chất luôn này. Đấy thấy không? Phê hơ. Lạc lắm, lạc lắm. Từ từ nào. Cân bằng lại tí nào. Rồi, hết nitro luôn. Bẻ lái lại. Ui, không được rồi các bạn ạ. Máy bay nặng quá. Mình không thể nào mà mình làm cho nó chính giữa được ấy. Ui, té nữa rồi các bạn ạ. Ok, vậy là con Volantos này không thể nào lên được nhá. Tại vì nó nặng quá à. Mình giữ vậy này để đằm cho máy bay lại mà không được các bạn ạ. Tiếp theo là một con máy bay trong khu quân đội nha bạn ơi, có tên là Hydra nha. Rồi, cuốt đây các bạn ạ. Hydra thì có động cơ tên lửa đẩy là chắc chắn rồi à. Ok. Tốc độ khá là nhanh này. 1819 rồi. Cực kỳ nhanh luôn. Ok, lên siêu dốc này. Rồi, nitro luôn các bạn ơi. Và thì rất là ngon. Hy vọng là chiếc Hydra này cũng có thể bay qua nổi cái đường ống này. Một trong những cái loại đường ống ảo ảnh mà Khôi thiết kế khá là chuẩn xác luôn, để tạo hiệu ứng ảo ảnh ô vuông các bạn ạ. Rồi. Wow, bắt đầu có hiệu ứng ảo ảnh rồi nhá. Nhìn xa rất là hoa mắt, còn nhìn gần thì giống như kiểu là máy bay đang đi lùi đấy. Rồi, bắt đầu lạng rồi đấy. Lạng hình quá, lạng hình quá. Ui dồi. Vai cả trưởng. Ngoài đời không biết là những cái phi công lái máy bay lái mà vô cái đường ống vậy, không biết họ lái được không nhở. Trong game thì chúng ta chỉ cần thao tác với một nút bấm là chúng ta có thể quành trái quành phải rồi. Ngoài đời là họ phải kéo cái tay cầm ấy. Đó. Khá là gắt hơn. Ui. Ui tông rồi. Trời. Pha đấy chủ quan quá. Mình để ý ấy, là con máy bay này là lên tới độ cao hình như là từ để mình cố lên lại xem coi nha. Đi trô phát này. Tôi không đi trô được các bạn ạ. À được. Rồi lên lại này các bạn này. Ok, có hiệu ứng sonic bomb lại rồi. Xem. À, vẫn bị tắt máy nha. Vừa rồi chắc là nó bị tắt máy sẵn ấy. Lần nào mình lên không được. Ơ nhưng mà lần này lại lên rồi. Dễ ca vai trưởng. Đó. Nói về mấy cái loại máy bay mà nó phải dễ điều khiển một tí cơ, nó đừng có lạng mạnh quá ấy. Thì nó bay lên đây là vi vu ha. Tiếp theo là máy bay chở các flyer trong PUBG nha bạn ơi. Chính xác là Titan. Rồi, đi. Xem coi lên nổi hay không nha. Titan này thì lái khá là đầm. Đầm lắm các bạn ạ. Mình nghĩ là nó có thể lên được á. Nhưng mà cái việc mà thoát ra khỏi bầu khí quyển thì không biết là nó có bị tắt máy hay không nha, thì không biết. Nhưng theo mình nghĩ là chắc nó cũng tắt máy. Tại vì nãy giờ có loại máy bay nào mà không bị tắt máy đâu ha. Đó, nghĩ là vậy thôi. Rồi, đi trô này. Ui, đúng là đầm các bạn ạ. Đầm lắm, đầm lắm. Ok, lạc qua một tí cho nó chắc. Rồi, tốc độ đang là ngàn đấy. Rồi, sonic bomb nữa nha. Ui, cái con này hiệu ứng ảo giác nó rất là đặc biệt này. Đó, nhìn nó đẹp vãi các bạn ạ. Đấy, con này làm cho mình thỏa mãn vãi cả trưởng. Tại vì hiệu ứng ảo giác nó rất là đã.
kiểu nó không lạng mấy á, đâm ra ảo giác nó phê vãi. Wow, hoa hết cả con mắt. Uầy. Đi trốn phát nữa đi ha. Wow, đấy các bạn thấy không? Nhìn xa thì bắt đầu là hoa mắt, còn nhìn gần thì giống kiểu máy bay. Nó lại. Rồi xong. Không gập xuống được các bạn ạ, không gập xuống được. Lại lộn rồi. Không gập xuống được nha. Rồi, kết luận luôn nha các bạn ơi, tại vì bây giờ nói chung là nó có thể qua được nếu mà mình điều khiển một cách gọi là tập trung hơn một tí. Nhưng mà thôi, để gọi là rút ngắn cái thời gian của những cái con máy bay bắt đầu thử thách ấy. Nó có nitro đấy, bốc lên lại. Không được rồi, thì thôi để rút ngắn thời gian thì thôi nha. Cứ cho con này nó là không qua được đi nha các bạn ơi. Mongu là chiếc máy bay tiếp theo của chúng ta nha các bạn ơi. Một con máy bay có hai động cơ cánh quạt à. Rồi, quất luôn. Đi chậm thế, nhanh tí nào. Thì cái con này mỗi lần tốc độ cao tí là nó sẽ chổng đít lên nha các bạn. Đấy các bạn thấy không này, chổng đít lên nha. Rồi, bắt đầu là lên siêu dốc 90 độ ha. Ok, ngon đấy. Rồi, tiếp cận đường ống ảo ảnh nào. Nitro thôi các bạn ơi. Con này tới đây nó kiểu nó khức lại rồi. Áp lực nitro. Rồi, và tốc độ đang là 700 nhá. Con này thì bay tốc độ cao rất là lạng các bạn ạ. Uầy, lạng quá. Vãi trưởng ạ. Cố gắng điều khiển lại nào. Ok, mắc tốc độ rồi đấy các bạn ạ. Con này mình sẽ cố gắng cho nó bay qua đường ống luôn. Hy vọng là làm được thôi chứ không biết là làm được hay không nữa. Điều khiển nó khó lắm các bạn ạ. Đấy, nó gắt, cực là gắt luôn đấy. Uầy. Oh my god. Rồi, đầm cái đầu lại. Ui. Không đầm được đầu các bạn ạ. Đi chỗ. Ui. Vai trưởng ạ, tưởng thật đấy chết rồi chứ. Mình để ý là máy bay mà nào mà nó bị vướng vô hình tròn là nó sẽ bị té luôn nha. Nên cố gắng không để vướng vô hình tròn. Rồi, pha này phải đi chỗ liên tục rồi đấy. Còn đâu đó khoảng tầm 600-700 mét nữa mới có thể qua được cái đường ống này. Các bạn lưu ý là mình đang bay thẳng đứng lên trời nha. Đó, không phải là bay ngang đâu. Cái dụ mà bay ngang mà lên 600-700 mét thì nó dễ. Còn cái dụ mà bay thẳng đứng lên trời ấy, thì nó khó hơn á. Rồi, thoát ra được đường ống rồi đây này. Chắc chắn luôn các bạn ạ. Rồi, qua nha. Đấy, tiếp cận gần tới mặt trăng luôn này. Ngoài đời ấy là mặt trăng tới tận là như là 1700 bao nhiêu ngàn cây chuối ấy. Đấy, trong game chỉ có 25.000 mét là tới thôi. Vai cả trưởng ạ. Tiếp theo là F22A chả to nha các bạn ơi. Rồi, đi. Xem coi F22A chả to nó cũng như thế nào nhá. Con máy bay này thì hôm bữa mình có làm một cái thử thách là cho nó bay lên trời để cho nó cắm thẳng xuống dưới đất rồi. Nên các bạn cũng biết là con này thế nào cũng lên trời được ha. Nhưng mà vô đường ống cuộn tròn thì nó sẽ như thế nào ha. Chúng ta cùng xem nhá. Nitro này rất là đầm các bạn ạ. Rất đầm, rất ok. Uầy, hiệu ứng kìa. Đang có hiệu ứng hay thì tự nhiên có hiệu ứng Sonic Bomb ở đấy. Khói mù mịt khiến Khôi không thể nào nhìn được cái hiệu ứng ảo ảnh. Ui ơi. Vai trưởng ạ, các bạn có thấy cái gì không? Ui. Oh my god. Con này hiệu ứng tốt vãi cả trưởng. Tốt hơn cả Titan máy bay chở Flyer của BUBG luôn. Ui. Mình bị cuốn theo cái ảo ảnh luôn rồi các bạn ạ. Mình có bạn nào nhìn thấy không nhỉ? Các bạn nào mà nhìn thấy nhớ comment cái cảm giác của bạn khi mà bị cái hiệu ứng nó cuốn vô nha. Ui, ghê vãi trưởng.
Rồi rồi, bắt đầu nó cũng bị tắt động cơ rồi. Nhưng mà máy bay vẫn bay rất là đầm nhá. Không hề có hiện tượng lag luôn các bạn ạ. Đầm vãi trưởng. Rồi, ra ngoài vũ trụ luôn rồi, ok. Vậy là chiếc F-22A chạc to này cũng bay lên được nha các bạn ơi. Quá đầm luôn này đấy, thẳng bắt luôn này ha. Ui, làm quả tiếp cận lên mặt trăng luôn. Wow, vẫn có hiệu ứng Sonic Bomb. Vãi. À, nó lại lần cuối nhá. Sonic Bomb là mình biết đấy, là nó là 1246 cây chuối, là nó sẽ có hiệu ứng Sonic Bomb. Nhưng mà ở đây mình cài bản mốt này vô ấy, cứ mỗi lần mình phóng nitro về này mà các bạn nghe tiếng động cơ ấy, là chính xác là nó đã có hiệu ứng Sonic Bomb nha. Còn nếu mà không nghe tiếng động cơ, tiếng ống xả ấy, thì nó chưa có nha. Ok chưa? Nói vậy cho chắc chứ mất công các bạn cứ bảo lung tung. Đấy, mình làm cái này mình biết mà. Đó, à, ok chưa? Rồi bây giờ đáp vô mặt trăng này. Ui, đáp được luôn các bạn ơi, ui. Wow. Ây, lại té rồi. Mình là mình vẫn đáp vô được cái mặt trăng nha các bạn. Nhưng mà có vẻ như là mình ra ngoài là mình không đứng được trên mặt trăng á. Chỉ dùng gọi là máy bay đáp như thế thôi chứ không đứng được nha các bạn. Tiếp theo là một loại máy bay siêu to khổng lồ có tên là Cargo Plane nha các bạn ơi. Máy bay Boeing to nhất ở trong game này ha. À, rồi, đi luôn. To vậy không biết thì đỡ lên. Có vừa tròn kín vô cái đường ống của mình không nữa các bạn ạ. Hy vọng là vô được. Ok, tốc độ đang là 19 nha. Rồi, đang lên rồi đấy. Rồi, đi trô này bạn này, cho nó nhanh. Ui, lại không phóng đi trô được bạn. Rồi, thẳng băng rồi. Lên luôn nào. Ok, máy bay đang đi rất là thẳng nha. Lạc. Rồi, cực đầm rồi các bạn ạ. Ui. Cái hiệu ứng mà Sonic Bomb ấy nó bay tí tèo luôn các bạn ạ. Chứng tỏ con máy bay này to quá ấy. Đây đâm ra là hiệu ứng nó bé. Wow, con này cũng khá là cuốn này các bạn này, thấy không? Ui. Rồi, vướng vô cái siêu dốc rồi. Trời. Đi trên siêu dốc luôn ạ. Ok, đi trô nào. Ui, đi trô phát hết luôn. Đi trô lại này. Rồi, đi lại được rồi các bạn ạ. Khá ổn. Rồi, tiếp tục là Sonic Bomb tiếp này. Wow. Thì nếu các bạn thích cái series thử thách của mình, nhớ like, chia sẻ, đăng ký nha. Lần này là lần thứ 3 mình nói rồi. Hy vọng các bạn hãy cố gắng like, chia sẻ, đăng ký. Dạo này ít like và nhiều dislike quá. Đâm ra Khôi cứ tưởng Khôi là cây ICM không bằng ấy. Dislike quá là nhiều. Đâm ra cố gắng like cho mình nhá. Tại vì làm một cái map này nó cực kỳ lâu luôn các bạn ạ. Mình phải gắn từng cái ô vuông, từng cái hình trắng trắng này này. Rất là nhiều luôn. Đấy, đâm ra là hy vọng các bạn cố gắng like cho mình nhá. Đừng dislike, tội nghiệp mình các bạn ạ. Ôi, vậy là con Cargo Plane này cũng không thể nào lên nổi nhá. Tại vì nó to quá à. Mình điều khiển này đấy, mình điều khiển không được luôn này. Nó bị dính một cái hình tròn đấy các bạn ạ. Tiếp theo là máy bay siêu âm nha các bạn ơi. Rồi, đi luôn à. Ôi, cánh cũng khá là to. Có vẻ to bằng Cargo Plane. Có thể như thế nha, mình đoán là như vậy thôi chứ mình không biết nữa các bạn ạ. Nhìn nó to vãi. Rồi, đi trô này các bạn này. Ui, mượt đấy. Ui, rất ngọt các bạn ạ. Rồi, xem coi nó như thế nào luôn nha. Con này thì có vẻ lạng hơn con cái gì nhỉ? A10 mấy đấy, chặt to gì đấy. F22A chặt to lắm rồi. Lạng hơn tí nhưng mà mình cố gắng làm sao điều khiển cho nó qua ha. Hy vọng là vậy. Rồi, tốc độ vẫn là max nha. Ui, cái con Boeing nó vẫn còn ở dính ở trên đấy các bạn, vừa các bạn thấy không?
Nhìn nó nhỏ vãi trường. Ok đi này. Rồi không đi trô được nữa luôn con ạ. Đi trô nào. Ok ok ok. Bẻ lái Santo các kiểu. Ok ok. Quên máy bay không Santo được. Bẻ lái các kiểu thôi. Lên đi lên đi. Rồi tiếp tục lại có những Sonic Bomb rồi. Mình hiểu làm sao để qua được rồi con ạ. Mỗi lần mà tới cái tầng đối lưu, tầng bầu khí quyển ấy là mình phải lẹ. Oh my god, không lên được con ạ. Pha này lạng lội quá, té luôn rồi ha. Rồi vậy là chiếc con siêu âm này cũng không thể nào lên được nha. Cố thì lên được nhưng mà không cố thì không lên được ha. Vâng, và đây chính xác là phương tiện cuối cùng cho cái thử thách của chúng ta nha các bạn ơi. Chính xác là một quả tên lửa ha. Ok chưa? Rồi bây giờ mình đi này con này. Tên lửa thì chắc chắn phải đi trô mới đi được nha các bạn. Ok chưa? Rồi đi này. Rồi, vâng. Xem coi tên lửa nó sẽ như thế nào nhá. Ui. Ui vẫy cả trưởng ạ. Chơi cả tên lửa vô đây luôn, nó mới chất các bạn ạ. Ui ui. Có Sonic Bomb luôn nha. Quá khủng. Không còn từ gì để chối cãi nữa các bạn ạ. Rồi, có thêm phạt nữa này. Nhưng mà tên lửa có vẻ đi lạng lắm các bạn ạ. Lạng hơn so với lại những phương tiện như kiểu máy bay các kiểu à. Tại vì nó là tên lửa mà. Ui, và nó cũng có hiệu ứng nha. Chứ đâu phải không có đúng không các bạn đó. Chất chơi người rơi con tê tê trồn trồn cào cào châu chấu bìm bìm là đây đây các bạn ạ. Thấy chưa? Quá đỉnh cao. Rồi, đi trồn thì phạt nữa này. Wow 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 wow. Oh my god. Trời ơi, nhìn nó phóng lửa kìa. Trời ơi, khủng vãi cả trưởng. Nhưng mà có vẻ như là tên lửa nó cũng y chang máy bay phải quan ạ, quan hơn này. Nó vẫn kiểu bị tới cái tầng bầu khí quyển á là nó không thể nào lên được nữa nhá. Mặc dù đã là tên lửa. Ok, bút ra ngoài luôn nào. Ôi, bắt đầu đạp hơn rồi này. Đúng chính giữa luôn con ạ. Ui, đỉnh cao gớm. Lên. Tới mắt trăng luôn nha các bạn. Bút thêm lần nữa nào. Lần này cô sẽ đâm vào mặt trăng xem coi là nó có nổ to hay không nhá. Đâm thẳng trực diện vào mặt trăng luôn các bạn ạ. Dù tốc độ không được cao cho lắm, có 400 mấy thôi khi ở bút đi trô đấy. Nhưng mà Khôi sẽ hy vọng là Khôi sẽ làm được. Ui, đỉnh cao thật. Đâm luôn, đâm luôn, đâm luôn, đâm luôn, đâm luôn. Ui trời ơi. Vừa nghe cái bục vào mặt trăng cái đơ con mẹ nó luôn các bạn ạ. Phải cả trưởng tên lửa. Ok, và chắc có thể là thử thách của mình cũng tạm kết thúc tại đây thôi các bạn ạ. Tại vì thử thách này cũng khá là ổn rồi. Ủa mà trái tên lửa đâu ta? Ui không thấy nữa các bạn ạ. À đây 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 đây. Đây là trái tên lửa này. Trời nó mấy tí luôn các bạn ạ này. Wow. Kinh đấy à. Ok, thôi mình nghĩ là mình sẽ kết thúc thử thách này tại đây thôi. Thì nếu các bạn thích cái thử thách này của mình, nhớ cho mình một like, chia sẻ và đăng ký channel của mình nhá. Đừng quên comment đóng góp ý tưởng video này nha. Đặc biệt hãy nhớ like cho tôi nếu bạn không buồn ăn. Ok. Thì ok, chắc có thể là video này kết thúc tại đây thôi. Thì rất cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này của mình nha. Và bye bye các bạn. See you vào một thử thách tiếp theo ha. Ok. Bye bye. Ciao. I feel bad.